Theo nội dung văn kiện dày 20 trang, 18 quốc gia ở khắp các châu lục đã đồng ý rằng các công ty thiết kế và sử dụng AI cần phát triển và triển khai công nghệ tiên tiến này một cách an toàn, không bị lạm dụng. Thỏa thuận không mang tính ràng buộc và chủ yếu đưa ra các khuyến nghị chung như giám sát hành vi lạm dụng AI, bảo vệ dữ liệu. Thỏa thuận vừa đạt được giải quyết các câu hỏi về cách đảm bảo cho công nghệ AI không bị tin tặc tấn công và nêu ra các khuyến nghị như chỉ phát hành các mô hình sau khi kiểm tra bảo mật một cách thích hợp. Tuy nhiên, thỏa thuận trên không giải quyết các câu hỏi khóc búa xung quanh việc sử dụng AI phù hợp hoặc cách thu thập dữ liệu cung cấp cho các mô hình này. Hiện các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh và nhiều nước châu Âu khác đã tích cực triển khai việc soạn thảo các quy tắc về AI và thành lập các trung tâm, viện nghiên cứu về cách thức sử dụng công nghệ tiên tiến này.